TikToker công khen hóa ra là em trai ruột nhà tỷ phú tố nữ quái siêu lừa Anna phiên bản Việt. Những ngày qua, mạng xã hội vô cùng xôn xao trước thông tin tố cáo một cô gái tên NTVA Tina Dương, sinh năm 1995, quê Bắc Giang lừa đảo nhiều người với những chiêu trò thủ đoạn tinh vi. Theo tài khoản Facebook NL, đăng bài tố cáo VA, năm 2018, VA đã tiếp cận gia đình chị với vẻ ngoài giàu sang, hào nhoáng để hẹn hò với em chồng chị. Cô gái nhiều lần chủ động tặng quà cho gia đình bạn trai, thể hiện sự hiểu biết về những tài sản xa xỉ đắt tiền. Điều khiến chị L nghi vấn khi thấy VA sau mỗi lần tặng quà cho nhà bạn trai lại đề nghị được vay tiền. Số tiền VA vay từ vài trăm triệu đến nhiều tỷ đồng. Trao đổi với báo chí, chị L cho biết chị không tố cáo VA vì cô gái 27 tuổi nói có thai, gia đình mình chấp nhận bỏ qua cho VA, không khiếu kiện. Tuy nhiên, khi nắm bắt được việc VA có dấu hiệu lừa đảo nhiều người khác, chị L muốn cảnh báo mọi người cũng như muốn có sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Sau khi bài viết trên được đăng tải, có thêm một số người tố VA lừa đảo, như trường hợp một người đàn ông tên NHN, 38 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, tố về việc bị VA lừa khoảng 1,5 tỷ đồng. Mới đây, một hot TikToker nổi tiếng tên Nguyễn Trọng Công cũng bất ngờ lên tiếng, đây là câu chuyện của chính gia đình mình khiến cộng đồng mạng muốn ngã ngửa. Theo đó, Công Ken chia sẻ, anh ruột của mình là người bị tỷ phú Anna lừa 17 tuổi, em họ của mình chính là chú rể trong đám cưới hôm ấy. Chính mình còn lên sân khấu hát bài Người tình mùa đông để chúc phúc cho hai người. Anh chàng khẳng định cô nàng Anna Việt Nam lừa đảo đã tiếp tục lừa nhiều người khác sau khi lừa gia đình của mình. Hot TikToker cho rằng anh cần có trách nhiệm lên tiếng vụ việc này. Anh trai ruột của Nguyễn Trọng Công là Nguyễn Trọng Thành. Được biết, anh chàng đang giữ vị trí là chủ tịch JT Angel Hospital tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo những dòng chia sẻ đến từ Công Ken, anh chàng và anh trai của mình có mối quan hệ khá tốt. Cả hai thường xuyên hỏi thăm và hỗ trợ nhau. Chị dâu của Nguyễn Trọng Công là Nhã Lê Annalie. Cô nàng là một trong những nữ doanh nhân thành đạt. Hiện cô là CEO của JT Angel Hospital. Trong mắt của Nguyễn Trọng Công, chị dâu của anh là một người tài giỏi, cô nàng khá nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp. Hiện tại, gia thế của TikToker Công Ken là điều khiến nhiều người quan tâm. Với anh ruột và chị dâu đều là người giỏi giang và thành đạt, thì gia thế của anh chàng cũng không phải dạng vừa. Tuy nhiên, theo như chia sẻ, thì gia đình anh thuộc kiểu gia đình bình thường, bố mẹ làm công nhân. Nguyễn Trọng Công còn có nickname khác là Công Ken. Anh là một nam hot TikToker nổi tiếng hiện nay, có ngoại hình khá điển trai. Trong mỗi video của mình, Công Ken thường xuyên dùng lối kể chuyện ngắn, cuốn hút, thu hút nhiều lượt theo dõi của khán giả. TikToker Nguyễn Trọng Công sinh năm 2002. Tính đến hiện tại, anh chàng đã hơn 20 tuổi. Nhờ vào tài năng và thực lực, Công Ken đã thể hiện mình là một người khá giỏi. Anh thu hút nhiều người bởi các video có nội dung đầy tính sáng tạo, hài hước và cũng không kém phần drama về những tình huống gặp phải trong cuộc sống. Đến nay, tài khoản TikTok của Nguyễn Trọng Công đã có hơn 869.000 lượt người theo dõi. Trong đó, con số lượt yêu thích lên đến hơn 25 triệu. Con số người theo dõi trên Instagram của Công Ken lên đến hơn 58.000 người. Thuộc thế hệ Gen Z, Công Ken bắt kịp và tham gia nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau. Hiện anh chàng đang tập trung cho công việc sáng tạo nội dung trên các nền tảng này. Hiện câu chuyện trên vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nội dung tố cáo chưa được kiểm chứng, một số nội dung không thực tế, mâu thuẫn và có thể bị thổi phồng. Trao đổi với phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng thông tin tố cáo vụ siêu lừa xuất hiện trên mạng xã hội là một chiều, chưa được kiểm chứng, chưa được cơ quan chức năng xác minh, do đó chưa thể rõ thực hư đến đâu và nếu các nạn nhân không tố cáo sẽ không có căn cứ để các cơ quan chức năng vào cuộc. Luật sư Cường cho rằng dưới góc độ pháp lý, lừa đảo là hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Hành vi lừa đảo khác với hành vi lừa dối. Tuy nhiên, người bị hại, nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch dân sự, kinh tế, phải trình báo sự việc với cơ quan chức năng, đưa ra các tài liệu chứng cứ và phối hợp với các cơ quan chức năng để chứng minh mình là nạn nhân của vụ việc lừa đảo thì mới có căn cứ để xử lý. Còn trường hợp trở thành nạn nhân bị lừa dối, bị chiếm đoạt tài sản nhưng không trình báo, không yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết, cũng không có căn cứ để giải quyết. Như trong sự việc trên, thông tin bóc phốt đưa lên mạng xã hội chưa được xác thực, cơ quan chức năng cũng chưa vào cuộc xác minh nên chưa thể kết luận được sự việc này là đúng hay không.